Thằng 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 ôi. Trời má. Gỡ một kiến. Ôi, nó bị gì vậy? Má nó bị gì vậy mày? Ôi, thằng ơi. Giờ sao mày? Giờ sao? Không biết là các bạn đã từng coi cái bộ phim mà The Conjuring chưa? Thì ở trong phim đó có một cái cảnh quay, đó là cái bà đó bắt cầu cơ. Thì các bạn có thấy ở ngoài sau không? Ngoài sau mình nè, Linh nó đang cầm một cái bảng cầu cơ. Và cái bảng này là mình lấy từ cái bộ phim đó và mình in ra, mình dán lên trên đây. Thì hôm nay nhóm của tụi mình đang ngồi trên khu đất. Mà cái khu đất này trước đây đó là cái doanh trại quân đội cũng lâu lắm rồi. Xong rồi cái có một lần bị quân địch nó tập kích á, thế là nguyên cả doanh trại đều bị giết sạch hết luôn. Thì hiện tại á, ở cái khu đất này có rất là nhiều lời đồn đại và rất là nhiều con bạc nó hay tới đây để mà nó cầu cơ, nó xin số đề này nọ đâu đó. Và cũng rất là nhiều người chúng, nhưng mà mình không biết đó là có thật hay không. Thì hôm nay nhóm của tụi mình đến đây và tụi mình kiểm chứng lại coi cái có thật hay là không. Và tụi mình sẽ dùng một cái bảng cầu cơ này để mà hỏi một số cái câu hỏi, cũng như là để xem coi cái sự thật này nó có chính xác hay không nha. Rồi thì tụi mình in cái bảng cầu cơ này ra, in nguyên bản luôn nha. Trên cái bộ phim đó các bạn nhìn, các bạn có thấy không? Ok, ở đây có một hàng chữ, những cái ký tự ha. Ở đây là số, rồi bên đây là Z, bên kia là No. Rồi khi nào mà mình muốn kết thúc trò chơi, mình sẽ di chuyển cái đồng xu tới cái chữ goodbye này và mình sẽ kết thúc trò chơi. Và mình sẽ dùng một cái đồng xu này để mà có thể chạy được. Và mình khi mà mình hỏi á, thì cái đồng xu này sẽ chạy tới cái chữ nào mà mình sẽ ghép lại nha. Đó, nhưng mà mình không biết có thật hay không. Thì khi mà Hiển Linh á, thì cái đồng xu này chỉ cần đặt cái ngón tay lên đây, không tác động gì tới cái đồng xu này nha, thì nó sẽ tự động, nó sẽ chạy, nó sẽ di chuyển qua những cái chữ cái nè, tương ứng với lại những cái câu hỏi của tụi mình. Đó, nhớ nha, nếu mà nó hiển linh á thì nó sẽ tự động nó chạy, chứ không phải là như mình nè, hay chơi mình đẩy nè. Cái này là không phải nha. Cái đồng xu nó mình chỉ cần để hơ trên đây và nó sẽ tự động nó chạy đâu đó, lúc đó mới là thật. Và tụi mình không biết là có linh nghiệm hay không nữa. Thì bây giờ tụi mình sẽ thử. Bây giờ là mấy giờ rồi? Bây giờ là 23:57 ha. Là 11:57 á, thì còn 3 phút nữa sẽ đến đúng 12:00. Thì bây giờ mình ngồi đợi mày. Làm luôn được rồi, cần gì mấy giờ chứ. Rồi thích thì làm luôn. Tân qua đây Tân. Cái trò chơi này á là đòi hỏi các bạn khi chơi phải có ít nhất là 2 người trở lên, thì như thế nó sẽ đỡ nguy hiểm hơn. Còn nếu mà các bạn nào mà chơi một mình á, thì cái đó thì cũng khá là nguy hiểm đó. Lỡ mà có bị nhập thì không biết phải xử lý như thế nào luôn. Ở đây sẽ có Tân và Linh sẽ chơi cùng với lại mình. Muốn chơi cái trò này á, thì các bạn phải lưu ý là khi mà mình để cái ngón tay bắt đầu trò chơi á, các bạn sẽ để cái ngón tay lên trên cái đồng tiền này nè. Và trước khi kết thúc cái trò chơi thì các bạn không được bỏ cái tay ra khỏi cái đồng xu này. Người nào mà bỏ cái tay ra khỏi cái đồng xu này thì sẽ bị nhập hoặc là cái gì đó rất là nguy hiểm. Và cái người mà tạo ra cái bàn cầu cơ này, người ta cũng đã lưu ý rất là nhiều lần rồi, không được bỏ tay ra khỏi cái đồng tiền này khi trò chơi chưa kết thúc. Các bạn nên nhớ vậy nha. Rồi ok, bây giờ tụi mình thử luôn. Linh nhớ cái câu thần chú không Linh? Nhớ. Ok nhớ, ok nhớ. Rồi để tay lên, Tân để tay lên đây luôn nha. Rồi bây giờ bắt đầu trò chơi, tụi mình chơi đọc, thử luôn nè. Đọc mấy lần? Thì hình như là 3 lần á. Bây giờ đọc. Mình đọc 3 lần cái câu đó.
nếu mà nó linh nghiệm thì nó sẽ chạy đó, nó chạy vòng vòng, hiểu không, hiểu không? Okay. Đó, rồi bây giờ sẵn sàng chưa? Okay. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ mình tao đọc thôi hả? Tụi bay đọc không? Thằng đọc cái đi. Không, một mình một một người, một người đọc thôi, một người đọc được rồi. Rồi. Rồi, ok bây giờ đọc nha. 1 2 3. Hỡi những kẻ chôn đầu trên nấm mộ, hãy trở về từ cõi đá hư vô, xem như đây là quán trọ ven đường, dừng chân lại cho tôi hỏi chuyện trần gian. Hỡi những kẻ chôn đầu trên nấm mộ, hãy trở về từ cõi đá hư vô, xem như đây là quán trọ ven đường, dừng chân lại cho tôi hỏi chuyện trần gian. Hỡi những kẻ chôn đầu trên nấm mộ, hãy trở về từ cõi đá hư vô, xem như đây là quán trọ ven đường, dừng chân lại cho tôi hỏi chuyện trần gian. Không biết gì chưa mày? Từ mày mày hỏi xíu. Đợi tao có gì không? Đây nó biết, nó biết nhẹ, nó biết nhẹ kìa. Nhúc nhích gì tao thấy gì đâu, thằng nào thằng Tân à? Tao vọng tao có là mẹ gì đâu, nhìn tớ người đó. Nè cái tay tao nè nè, thấy không nó. Ê ê ê cái gì? Ê ê ê. Đâu không? Sao sao? Cái tay mẹ để yên, để ở trên thôi, không đụng nha, không có đẩy nha. Mày để yên đi, mày để mày cứ đẩy. Mày cứ để yên đi, mày cứ để hờ hờ trên cái tay vậy nè, nè để hờ thôi đó. Ừ. Thì đủ mèo phải không mày? Đâu tính nữa nhảy qua đây. Không, không có, không có ấy cái gì nha, chỉ để hờ 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 vậy thôi. Ừ biết rồi. Ừ. Không đụng nha, tao đang thả tay. Ê, ê, cái gì? Ê, nó... Cái gì nó vậy? Nào kéo gì? Nó xách mèo rồi, cái gì? Cái gì mà nó chạy vòng vòng mày? Ê, vậy là nó hiển lên hả? Dạ, hỏi gì, hỏi gì? Hỏi thử, hỏi thử. Để con thử. Có ai đang ở đây với chúng tôi không? Nó chạy, nó chạy, nó chạy. Ai đù, mà... cái này nó cảm giác là bỏ ngón tay ra được luôn á. Nè. Ui. Có người đang ở đây. Có người đang. Chạy đi đâu? Chạy dưới cũ gì kìa. Chạy dưới cũ. Phải không? Ok, ok, ok. Không, hình như cái này. Cái này. Đó. Ok. Cái gì vậy? Sao nó cứ đứng đứng gì vậy? Kéo về hay sao Tân? Cái này. Không không mày, nó sẽ quay về cho vị trí. Mày kéo không? Tao có đụng khỉ kho gì đâu. Mày nè, tao để nè nè, cái tay nè. Lật kéo mà kéo. Đang thả lỏng này. Rồi rồi, rồi hỏi gì nữa mày? Ma quỷ hả? Đúng rồi, anh đang hỏi nó là... Bây giờ mình hỏi nó, mình có thể hỏi nó vài câu nó hay không? Đúng rồi, đúng rồi. Không, không, không. Chứ tôi xác định nó là gì đó. Giờ tôi có thể hỏi ngài thêm vài câu nữa được không? Ừ. Sao không biết các bạn? Từ để coi, để yên. Đây là nó đi. Tao hỏng tay lên luôn rồi nè. Đó. Mày phải để vô trong cái kia. Đấy, mày khùng hả? Mày cứ dịch ra. Không, vẫn còn đụng mà, vẫn còn liên kết mà. Ừ, nó đang chạy, nó đang chạy. Ừ, nó chạy chưa? Chạy đâu vậy? Gì vậy? Anh ơi, gì vậy? Có, nó đồng ý, nó đồng ý. Con gì nuôi tao? Cái này là... Ghê vậy? Cái này bây giờ là mình sẽ hỏi nó. Mình sẽ hỏi nó như cái cậu nào mà nó ghê ghê xíu mày. Khoan mà... bây giờ mình không biết bây nó giờ... làm ai, là quỷ là như thế nào. Hay là dữ nè. Hỏi thôi, giờ hỏi sao? Bây giờ làm thử hỏi nha. Thử hỏi coi nó, coi nó làm ai, là quỷ. Tần hỏi đi, hỏi nhiều quá. Bên kia là ma hay là quỷ vậy? Cho hỏi bên kia là ma hay quỷ vậy? Nghe được. Ê, nó chạy qua chỗ quỷ. Chạy nha, chạy qua trời rồi, chạy liền nha. Nghe được. Gì vậy nè? Chữ gì vậy? Mời. Chữ mời.
Ma. Mà biết nó là ma tốt hay ma xấu hay sao mày? Không, không, vậy được rồi. Chỉ có ma thì chỉ có ma. Tao nghĩ là ma tốt, còn quỷ thì xấu. Ừ, chỉ có ma và quỷ. Bây giờ mình hỏi xác minh đi. Bây giờ mình thử hỏi xác minh coi có đúng là sự thật hay không. Bây giờ hỏi mình bây giờ vậy nè, bây giờ là mình thử hỏi một câu nào đó mà cả đám mình không biết. Bây giờ gì đi. Bây giờ thằng Di á, bữa nay nó không có chơi chung với lại đám tụi mình, nó bận việc, thì bây giờ mình thử hỏi nó coi ở đây nó có bồ chưa hay là sao đó. Tao nghi, tao nghi nó không đi giống như mình là tao nghi nó có bồ. Má đi chơi với bộ hay gì nè, mà sao nó không có biết được, tự hỏi luôn. Ok. Giờ tao mày hỏi thì mày hỏi, tao tới mày á. Tao à. Ê mẹ. Má, cái gì vậy? Má đi biết kìa. Tim. Má khu này. Cái khu này cái gì mà ghê quá vậy? Xì kè. Mà chừng mấy xì kè nó chọi đá nó đuổi mình đi đó mày. Hồi nãy tao đi vô có thấy cái gì đâu. Còn phải đá nữa con. Tao còn nhầm quá. Không có để cái tay. Không có đút tay ra nha. Rồi chắc không sao đâu. Ê hỏi thằng nguy hiểm đó mày. Giờ mình hỏi sao. Hỏi cái thằng. Có thằng nào chọi đá mình không? Được không? Thử hỏi coi có thằng nào chọi đá hay sao không. Hỏi đi, Cho con hỏi là cái... Có ai vừa chọi đá đúng không ạ? Có ai vừa chọi đá hay không, hay là các ngài hiển linh, ngài có ai vừa chọi đá hay không à? Thì đúng rồi, mày hỏi cho ai vừa chọi đá hay không. Dạ. Đúng không à? Dạ. Có ai vừa chọi đá đúng không à? Rồi. Vậy là hiểu rồi. Tụi con chỉ muốn hỏi thôi chứ không có ý định gì hết à. Nghĩ được chưa? Hiện tại tôi thấy ghê rồi đó. Phải gọi cho đầy đủ yêu không, cầu. Mà tao nghe nói là mày hỏi một câu mà mày phải để cho bên đó hỏi về lợi mày một câu. Không thôi là người ta hại mày đó. Là sao là nghĩa là bây giờ là mình hỏi mấy câu à? không nãy giờ là hỏi xác thật, bây giờ là hỏi yêu cầu của bọn mày muốn biết cái gì, thật sự bọn mày muốn biết cái gì, bây giờ một cái thông tin gì đó. Vậy bây giờ mày thử hỏi coi kênh của mình khi nào mới được bắt kiếm tiền thử à. Được không, hỏi câu đó được không, hay là mày được. Muốn hỏi câu Linh nào? Linh hỏi đi Linh, hỏi câu nào đi Linh. Linh coi đó được á, câu đó được á, anh em mình cũng đang hỏi thử thôi. Tao hỏi hả? Chung. Ừ, mày hỏi luôn. Mình cái câu vậy chung nó dựa ra hả? Vậy trời, vậy cho con hỏi khi nào kênh của tụi con mới được bật kiếm tiền hả? Con này hơi... Sao nó im đe vậy? Được. Rồi hết chung chết rồi đây. Vậy đi anh về. Ê, cái gì vậy? Đâu vậy? Chạy đi đâu hả? Cái gì hả? Tao để hơ luôn nè. Tao còn không đụng luôn á. Má giờ chẳng lẽ... Má... Sao nó cứ chạy em vòng vậy? Tao không biết. Ơi. Đừng bỏ ra nha. Lúc nào cũng để ở trên. Nó chạy tao kỳ theo không kịp nè. Má... Mày nhít tay kia tao chín miếng nè. Cái gì kêu nó vậy? Sao nó cứ chạy vòng vậy? Dạ cho con hỏi lại là khi nào kênh của tụi con mới được bật kiếm tiền à? Nghe vậy? Sao nó cứ chạy hoài vậy? Nghe rồi. Rồi sao em? Ê, chắc hỏi câu khác đi. Chắc hỏi câu này nè. Gì kì vậy? Chắc cái phải tao có. Rồi, chứ tao nói rồi. Nãy giờ bên kia không có trời, phải để cho bên kia hỏi lại. Nhưng mà hỏi bên... Bây giờ hỏi lại bên kia coi. Muốn gì nè? Cho con hỏi là các ngài muốn tụi con làm gì ạ? Vậy hình như... Nó chạy kìa. Chữ C. Làm gì với ta? Chữ H là gì ta? CH chơi nè. Không phải. Ê. Chê.
Ê, chị Tư, chị má, có khi nào là chị chết không? Ê, má, nó má, ơi, sao nó quay ghê vậy? Má, ơi, ơi, thằng gì kìa? Thằng, trời má, gà mắt kiến, ơi, nó bị gì vậy? Má, nó bị gì vậy mày? Thằng ơi, giờ sao mày? Giờ sao? Hồi sao? Ê. Hình như cái này phải cây dâu tầm không? Lấy, tao nghe nó lấy cây dâu tầm mà mày quất cái lúc mày là nó xuất ra. Lẹ. Quất nó ra. Ui, tầm nhảy. Trời. Tầm. Ơi, sao không? Tầm ơi. Ôi, đỡ nó này. Ôi, đỡ nó. Má. Ôi, đỡ nó. Sao về được? Giờ sao? Có sao không Tân? Ơi, nó bị cái gì vậy? Giờ sao? Mày bị gì vậy? Đi. Mày bị gì vậy? Đi qua bên đây. Đi qua bên đây cho nó ngồi xuống một xíu. Dìu nó. Ngồi xuống xíu đi. Có sao không? Má. Sao không? Ê, Tân. Má, gì quá mày? Nó bị gặp bà con. Ê, bình tĩnh tăng, bình tĩnh. Tao, tụi tao đây. Sao? Rồi, im, không sao. Rồi. Má. Sao, tỉnh chưa? Thôi. Đi. Quay gì nữa. Tắt đi, đừng quay nữa. Đi. Khoan, bây giờ nếu mà đi vô á, hồi nãy là thằng Tân nó bị nhập rồi, thì bây giờ nếu mà mình đi vô á là lỡ nó đi theo rồi sao? Đốt lấy. Hết tất cả cái này. Đốt lẹ đi. Đây, tao cầm cái này cho. Học quẹt đâu. Nè, má cái đèn. Lên. Đốt luôn cái bàn đó nha. Đốt luôn, đốt hết. Đốt hết mấy nó mới ra. Cho cái kia nó cháy đi. Cái đồng xu đâu vậy? Đồng xu đâu? Đồng xu rớt đâu rồi? Rồi đốt cái này là được rồi. Ta không cháy luôn rồi. À, thấy không vậy? Cần nó ngồi bên kia nó thẫn thờ bên kia kìa. Nó vừa ngồi nó vừa rung. Sao nó không nói được gì vậy mày? Đốt xong này nó sẽ đóng được, giải hết rồi. Đốt cháy chuỗi hết luôn nha. Ta thấy nó không cháy nè. Còn đợi xíu nha Thanh. Má, tôi ngu quá. Đốt lẹ xong rồi dìu nó vô trong nhà cho nó ngủ mẹ đi, rồi sáng mai có gì đấy. Sao đâu? Tao thấy nó ngồi. Người ta nói đốt này xong là nó hết à, nó không bị gì nữa. Dọn mày đi về đi. Thôi vậy đi, chào mày đi. Rồi thôi. Bây giờ tụi mình sẽ đi về nhà. Cái bàn cầu cơ tụi mình cũng đã đốt xong hết rồi. Hy vọng là thằng Tân nó sẽ không sao. Rồi ok, chào mọi người nha.